Trinh Bản xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Và với nội dung của video ngày hôm nay, Trinh Bản sẽ giới thiệu và hướng dẫn quý vị cách làm tê hoa ở bàn tay. Với cách làm như thế này thật là đơn giản, không cần kỹ thuật nhiều. Chúng ta chỉ cần những quả bóng tròn thì chúng ta lắp ráp vào thì chúng ta sẽ tạo lên được một cây bóng hoa như thế này. Và bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng bắt đầu theo dõi Trinh Bản sẽ hướng dẫn cách làm. Và hy vọng rằng sau video này tất cả các bạn ai cũng có thể làm được và bày cây hoa lên trên phòng khách thì thật là tuyệt vời. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành làm từng bước để tạo lên cây bóng hoa này. Nguyên liệu để chúng ta làm cây bóng hoa này thì rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần những quả bóng tròn, sau đó chúng ta bơm lên và chúng ta nắp ráp lại sẽ tạo thành. Đầu tiên là đế bóng bay. Chúng ta cần dùng 4 quả, 1, 2, 3, 4. Tiếp theo chúng ta dùng 4 quả bóng màu trắng, 1, 2, 3, 4. Và 5 quả bóng vàng, 1, 2, 3, 4, 5, để làm cánh của bông hoa. Và chúng ta cần 1 quả bóng để làm nhụy hoa. Và chúng ta cần 2 quả bóng dài để chúng ta làm thân về hoa. Và đặc biệt thì các bạn sẽ làm một quả bóng có chứa nước bên trong để buộc ở dưới đáy để giữ cây hoa đứng được vững hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu làm. Đầu tiên các bạn bơm quả bóng màu xanh lên để làm đế. Tiếp theo các bạn bơm nước 2 quả lên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quấn quả bóng này vào đây để cho giữ chắc bóng. Rồi, như vậy là chúng ta đã được một cái đế vững chắc thế này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bơm quả bóng màu trắng lên để làm viền giữa đây. Quan đo tương đối bằng nhau. Rồi sau khi đã làm xong thì các bạn đặt đây.
xong được cái đế của chân bóng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bơm bóng lên để làm cánh hoa. Đây các bạn dùng 5 quả nhé. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ đài. Rồi, như vậy chúng ta sẽ phải chuẩn hoa các cánh hạ. Tiếp theo thì các bạn sẽ bơm phần nhụy của bông hoa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bơm bóng lên làm cánh hoa đây. Rồi đầu tiên thì các bạn sẽ làm cái hoa đây. Các bạn bước lại chừng 3 ngón tay này. Ba cái đế hoa này là mục đích để đỡ vào đằng sau của bông hoa. Và tiếp tục các bạn sẽ làm thêm bước lại của bốn ngón tay. Vẫn làm này. Sau đó các bạn làm một mẫu bằng hai ngón tay. Giữ ở đây. Rồi và bây giờ thì các bạn sẽ gài đế hoa rồi. Bạn sẽ lấy một quả dây lên. Rồi đây là đằng sau của bông hoa để giữ được bông hoa. Bây giờ chúng ta sẽ cài nhụy vào. Rồi các bạn vòng dưới. Như vậy là chúng ta đã cài xong phần nhụy hoa vào đây. Đây phần này để cho hoa được chia lên phía trước như thế này. Rồi như vậy là chúng ta đã hình thành ra cái hoa như này. Tiếp theo thì các bạn sẽ làm lá và lối ở đây. Đây như này các bạn. Bớt lại một đoạn. Đây.
Rồi sau khi được hình thế này, các bạn chia đôi ra. Rồi các bạn ấn vào. Đây chính là phần lá của bông hoa. Rồi và như vậy chúng ta được hai lá của bông hoa đây. Rồi sau khi đã hoàn thành xong phần lá của bông hoa thì chúng ta sẽ gắn vào trong để hoa. Rồi các bạn sẽ tìm một đầu dây ở dưới. Rồi các bạn thưa quý vị và các bạn, với nội dung của video ngày hôm nay thì bảng đã hướng dẫn quý vị cách làm cây hoa bằng bóng bay với những quả bóng tròn trông rất là đẹp trên đầu điện đăng ký. Các quý vị thấy video này hữu ích thì hãy cùng bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mọi người cùng xem để đón nhận nhiều các video tiếp theo nữa. Một lần nữa thì bảng xin cảm ơn toàn thể quý vị và kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và tiếp tục theo dõi ủng hộ cho kênh của chị Bảo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.